Vườn xứ Ngô Gia chào cô chú quý anh chị ngày 17 tháng 12 năm 2022. Thì hôm nay em tiếp tục đăng bán lô xứ hạt giống Thái nha quý anh chị. Quý anh chị chọn lựa cây nào thì vui lòng gọi cho em theo số điện thoại 0916256522. Hiện tại bên em ship cây không chậu và bên người mua trả tiền ship giúp em nha. Với đơn hàng 200.000 thì em cũng luôn gửi kèm cho quý anh chị một gói thuốc kích rễ ha. Thì tỷ lệ thì quý anh chị pha 1 gram cho 1 lít rưỡi nước, quý anh chị tưới trực tiếp cho bầu đất ha. Rồi sau đó quý anh chị để cây trong mát khoảng 1 tuần sau quý anh chị đem ra nha. Rồi bắt đầu cây số 1 nha quý anh chị. Cây số 1 là cây màu đỏ tươi, khuôn hoa tròn đỏ hồng trắng nha quý anh chị. Đỏ tươi rất là đẹp luôn. Mới trổ ra nè, đỏ nhung rất đẹp nha. Nó trổ ra 1-2 ngày thì màu đỏ tươi rất là ngọt, rất là đẹp ha, hồng trắng. Cây này phân tàn khỏi chê luôn. Lứa sau mà củ nó rất là mau lớn nha quý anh chị. Cây này quý anh chị trồng là nó lớn khỏi chơi luôn nè, rất mau lớn nha. Lứa sau mà nay nó bằng cùm giò nè, 3 muối. Rồi cây số 1 này là giá 50, giá 50 nha quý chị. Màu đỏ rất là đẹp, mới trổ ra là đỏ nhung ha. Rồi nó sẽ nhả màu ra thành màu đỏ tươi rất là đẹp nè, đỏ hồng trắng ha. Cây này thì lớn khỏi chơi luôn, mau lớn á. Số 1 50. Rồi số 2, số 2 là cây hồng lem nha quý chị. Hồng lem, nền vàng lem, lem đỏ nha quý chị. Này là dạng vàng cam ha, vàng cam đỏ rất là rõ nét luôn. Này rõ nét, xe bông to, khuôn hoa tròn, cánh hoa dày ha. Cây này dáng nằm thân nâu luôn. Rồi cây số 2 này giá 70, cây số 2 giá 70 nha quý chị. Cây này thân nâu rất đẹp, củ củ cũng to nha. Rồi số 2, số 2 giá 70. Cây số 3, cây số 3 nhìn nó rất là đẹp nha quý chị. Dạng nó dạng qua nó kiểu lem lem. Nó kiểu lem như bướm vậy ha. Đó, y như cánh bướm vậy đó, rất là đẹp luôn. 4 bông. Quý chị nhìn thấy rất là nổi bật nha. Cây này nuôi lớn thôi nó trổ ra rất là đẹp ha. Y như một đàn bướm nó đậu ha quý chị, cánh nó rất là đẹp. Rồi cây này thì cũng nhỏ nha quý chị, không có lớn lắm ha. Rồi cây số 3 này là giá, cây số 3 này là giá 70 luôn nha quý chị. Cây số 3 giá 70 ha. Cây này chùm nụ tầm mười mấy nha. Cây này nuôi lớn là thôi, bông nó trổ là rất là ghiền ha. Rồi số 3 giá 70. Cây số 4 nha. Cây số 4 là cây lem, trắng lem đỏ hai lớp nha quý chị. Xe bông trung bình, cánh hoa rất dày, hoa thơm phức luôn nha. Cây này do nó nằm cái chỗ mà không có nước cho nên nó bị mất sức ha. Cho nên cái bông này cũng hơi nhỏ, chứ thật ra quý anh chị thấy cái ngọn lá nó bí nè, nó không phát triển được ha. Tại em làm cái dàn tưới nó bơm nó bị nghẹt cái nào đó, nó không có phun tới nè. Hôm nay mới sửa lại, nước mới vô được nè quý anh chị. Cho nên cái cây nó bị thiếu nước trầm trọng ha. Cánh hoa rất là dày, trắng lem. Rồi cây này số 4 này là giá 70 luôn, hoa thơm phức nha. Số 5, số 5 là cây hoa đẹp, xe bông to, cánh hoa dày. Cây này một bên trắng bên tím nha quý chị. Lớp trong là nó đó. Lớp trong nó tím đỏ ha, tím tím đỏ, xe bông rất là to, cánh hoa dày. Cây này phân tàn 4 nhánh nha. Củ này thì cũng tương đối rồi. Cái giống này thường nó chậm lớn lắm, nhưng mà cái củ này cũng lớn rồi nha quý anh chị. Rồi cây số 5, cây số 5 này là giá 100 nha. Cây này hoa rất đẹp, cây này hoa rất đẹp ha. Rồi cây số 6, cây số 6 là cây mà hoa rất là đẹp nhưng mà cái nết không đẹp nha. Nó trổ không có chuẩn, con cánh nó không chuẩn quý anh chị. Vàng đỏ ha, vàng đỏ kiểu như kim anh vậy đó, nhưng mà nó trổ không chuẩn nè quý anh chị. Cái này là do cái nết luôn à, do nết ha, mà màu vàng rất là đẹp, vàng sọc đỏ hai lớp. Và cây này hai lớp như cái bông này cũng chuẩn nè quý chị. Bông này năm cánh nằm cũng chuẩn nè ha. Rồi cái cây này giá 70 nha, màu vàng sọc đỏ, bông hiện tại là chưa có chuẩn ha. Rồi số 6 giá 70. Cây số 7 ha, cây số 7 là cây hoa rất là đẹp luôn nè. Nó dạng tím mà nó bông bông nè quý chị, chứ không phải là cái bông này trổ lâu nha, nó mới trổ mà nó vậy á. Tím rồi, nói chung là nhìn bông bông cũng rất là ngộ ha.
Nè, cái bông này là mấy mấy trổ ra mấy ngày trước này nha quý chị. Nó ra màu tím than ha. Còn cái lúc mới trổ ra thì nó bông bông này rất đẹp nha. Nhìn cũng rất là độc đáo, sao bông rất là to. Cánh hoa dày, củ này thì đẹp nhưng mà củ này không lớn lắm nha. 1 2 3 4 4 4 củ. Rồi cây số 7 này là giá 100. Cây này quý anh chị trồng cũng đẹp nha, nó nhả màu cũng rất là đẹp nè. Nhả màu cũng rất là ngọt luôn nha. Rồi cây số 7 này là giá 100. Cây số 8 cây ba lớp rất đẹp nha. Cây ba lớp rất là chuẩn luôn. Xay bông to, cánh hoa dày, hồng đỏ nha quý anh chị. Hồng sọc đỏ. Quý anh chị nhìn bông nó trổ rất là ra là đã luôn ha. Trổ bung 4 bông. Cây này củ này nuôi mau lớn luôn đó nè. Cây này quý anh chị nuôi là rất là mau lớn luôn ha. 1 2 3 4 4 5 tép lứa sau mà củ phát triển rất là ngon lành luôn. Cuốn cứng ngắt. Xay bông to, cánh hoa dày. Đứng qua luôn. Rồi cây số 8 này giá 100 nha. Cây số 8 giá 100, trổ 4 bông nhìn rất là cưng nha, rất là chuẩn luôn. Đó, 4 bông. Rồi, số 8 giá 100, cây này rất đẹp ha. Rồi cây số 9 nha quý chị. Cây số 9 là cây đỏ đen. Khuôn hoa tròn đỏ đen, rất là đẹp luôn nè. Đỏ đen. Bông này cũ hơn ha, bông mới trổ ra nhìn ghiền ha. Đỏ nhung, viền đen. Khuôn hoa tròn hai lớp. Cây này cũ cũng mau lớn luôn, lứa sau. Rồi cây số 9 này là giá 70. Số 9 giá 70 nha quý chị. Cây số 9 giá 70 ha. Cây số 10. Cây số 10 cũng là cây đỏ đen luôn. Cây này một lớp. Một lớp ha. Cây này cũ khỏi chơi luôn, cũ to. Cây này nội chơi cái cũ không cũng đủ vốn nha quý chị. Cũ rất là to, cũ đẹp luôn đó nè. Cũ rất là đẹp. Cây sứ ngoài chơi bông ra nó còn chơi củ rồi chơi lá nữa nha quý chị. Rồi bông ha. Cây này cũ khỏi chơi, bông thì trung bình thôi. Rồi cây số 10 này là giá 70 luôn. Củ này rất là đẹp. Củ rất đẹp ha. Giống này nuôi mau lớn luôn đó nè. Rồi số 10 70. 11. 11 là cây vàng, vàng tím nha quý chị. Vàng tím. Nền vàng, họng tím ha. Chính giữa có cái sọc hồng. Xay bông to. Cái giống này thì nó hơi chậm lớn nha. Số 11 này là giá 100. Hoa thì đẹp nhưng mà chậm lớn nha quý chị. Bộ lá đẹp luôn, bộ lá nhọn đẹp ha. Cây phân tàn có 3 nhánh thôi. Xay bông to nha quý chị. Tím vàng ha, tím vàng sọc hồng. Chính giữa nó có cái chớp, có cái sọc chạy ra màu hồng nha. Rồi số 11 này là giá 100. 12. 12 là cây sáng rực luôn nha. Trắng lem. Trắng trắng lem đỏ nha quý chị. Khuôn hoa tròn quay. Cánh hoa dày. Cánh hoa dày thật là dày ha. Phân tàn khỏi chơi luôn. Cây số 12 này phân tàn khỏi chơi luôn nha. Cây này đưa vô chậu nuôi lớn là thôi. Tàn rất là ngon lành luôn. 2 4 6 8 10 mười mấy phân tàn kiểu tàn thông luôn quý chị. Phân tàn kiểu tàn thông luôn nha. Rồi cây số 12 này là giá 100 nha quý chị. Cây số 12 giá 100 nha. Trắng lem rất là đẹp luôn. Xay bông to, cánh hoa dày. Phân tàn rất là đẹp luôn ha. Cây số 12 giá 100. Xay bông rất là to nha. Trắng tinh. Đỏ thì đỏ đậm, khuôn hoa tròn quay. Bộ lá đẹp luôn nè. Bộ tàn đẹp, củ này nuôi cũng mau lớn luôn. Rồi số 12 giá 100 nha quý chị. Số 13. Số 13 là cây trắng tím nha. Trắng tím, màu tím này cũng rất là lạ ha. Rất là lạ, cái bông này nhìn nó rất là lạ lẫm luôn. Củ cũng tương đối nha quý chị. Củ này lứa sau nhưng mà cây này là nuôi cũng mau lớn nè, cây phân tàn rất là tốt. Rồi cây số 13 này giá 70 nha. 70, cái màu tím này rất là lạ đối với hoa sứ nha. Đó, cái bông quý chị nhìn thấy rất là lạ ha. 13, 70. 14 nha. 14 là một cây đỏ, hồng và màu vàng. Ba tông màu nha quý anh chị, hồng đỏ luôn. Xay bông cũng to, cánh hoa dày. Hồng đỏ nha quý anh chị. Cây này quý anh chị nuôi lớn màu sắc cũng rất đẹp, phân tàn 5 nhánh nha, bộ lá đẹp luôn. Cây này lứa sau luôn. Lứa sau mà củ này là nuôi mau lớn nha. Củ nào em nhìn em mau lớn em sẽ báo cho quý anh chị nuôi là cây này là nuôi mau lớn bình thường ha. Quý anh chị thấy nó nở hậu nè. Còn những cái cây mà nó chậm lớn quý anh chị thấy nó khác nha. Nó không có nở hậu ha.
cây này nuôi mau lớn bình thường ha. Cây số 14 này là giá 70 nha quý chị. 14 giá 70 luôn nha. 15. 15 là cây vàng chanh. Vàng chanh rất đẹp. Ngoài có cái chớp chớp hồng nha quý chị. Củ quái, củ quái nha, củ nằm quái luôn. Cây này đưa vô cái chậu dài dài là thôi đẹp. Lộng lẫy luôn nha. Củ quái nằm hoặc là trồng kiểu dáng đổ nha quý chị. Để vậy thì cũng vẫn đẹp nhưng mà phải thay chậu nha. Cái chậu dài nó mới đẹp, nó mới lên được cái kiểu của cái cây này. Mà cây này ưu điểm là chịu nắng tốt luôn nè quý chị. Chịu nắng tốt ha, nó lên được màu vàng chứ nó không trái cũ nha. Nó những cây vàng nó chịu nắng rất là tốt. Rồi cây số 15 này là giá 100 nha. Vàng chanh, cỏ buông căng, ở ngoài chớp hồng cánh hoa rất dày. Nụ rất là nhiều nè. Cây cũ đẹp luôn, 15 giá 100. Rồi cây số 16 nha. Cây số 16 là cây cam. Cam vàng nha quý chị. Đây, cái giống này nó lạ độc nha. Xe bông thì bằng ngón tay cái à. Lớn hơn ngón tay cái một chút nha quý chị. Xe bông rất là độc. Vàng cam. Khuôn hoa tròn quay, cánh hoa dày, ít bông nha quý chị. Cây này ít bông. Nhưng mà cây này trổ bung căng ha, trổ bung căng. Nhưng mà nó ít bông nha. Cây này nuôi nuôi kiển chơi. Chứ nó không có nhiều bông. Nhưng mà cái màu sắc rất là đẹp. Lúc mới trổ ra nó vàng nha quý chị. Rồi nó đổi ra cái màu cũng rất là đẹp nè. Cái này là cái bông nó đã trổ một ngày cho nên nó chuyển đỏ nhiều hơn nha, chuyển cam nhiều hơn. Đó. Cây số 16 này là giá 100 luôn nha. Cây này rất là đẹp. Mới trổ ra là cái màu vàng cũng rất là đẹp luôn nha. Nhưng mà ít bông. Rồi 16 giá 100. 17 nha. 17 cây này cũng rất là đẹp nha, cánh hoa dày. Thơm. Nó dạng là hai tông màu nha quý chị. Dạng tím, tím này dạng tím ngọt nha. Lem trắng. Hai lớp khác nhau, lớp trong nè. Nó kiểu như nó con của dân quế mà nó ra không được nè quý chị. Em ha. Nó ra không nổi, nó thành cái màu nó cũng rất là độc lạ ha. Cánh hoa dày, xe bông to. Trổ cũng bung căng ha. Cây này phân tàn rất là tốt luôn nha. Củ này quý chị nuôi cũng mau lớn luôn. Lứa sau cũng quý chị thấy cái bộ củ nó phát triển là mình biết cái cây này nó mau lớn nha. Rồi cây số 17 này giá 100. 17 giá 100 nha quý chị. Cây này quý chị nuôi lớn khỏi chơi luôn nè. Cánh hoa dày cui. Dày dữ lắm luôn. Xe bông to. Nó dạng 2-3 tông màu trong đây nha. Tím, trắng rồi đỏ. Nói chung là màu ngọt lắm. Số 17 này là giá 100. Cây số 18 ha. 18 là cây 3 lớp. 3 lớp khuôn hoa tròn quay ha. Khuôn hoa tròn quay. Khuôn hoa rất là tròn luôn. Cái này nó màu đỏ cũng không. Nó đỏ ngọt lắm quý chị. Cái màu đỏ nó ngọt lắm nha. Nó đỏ cái kiểu mà không phải mà đỏ tươi mà nó ngọt lắm. Không tả được. Rồi cái cây này cũ. Cây này thì cái cũ cũng tương đối ha. Cây số 18 này là giá 70, 3 lớp nha quý chị. Cũng thơm luôn. Cây số 18 này cũng thơm luôn nha quý chị. 3 lớp mà thơm nữa nè. Màu sắc rất đẹp. 70 ha. 19. 19 là cây tím vàng đỏ nha. Tím vàng đỏ. Cây này cánh nhọn. Tím chính giữa cái sọc đỏ. Ở bên đây là màu vàng nha. Xe bông to, bung căng. Cây này phân tàn ở trên 2-4 nhánh rất đẹp. Đó, như củ này thì phát triển hơi chậm nè nha quý chị. Chậm lớn ha. Nó như những cái giống này là nó chậm lớn. Nhưng mà trồng mình nó là hiện tại là giờ nó có bông luôn rồi. Quý chị trồng tôi chậu nhỏ mình chơi mini lần lần nó lớn thì đưa ra chậu lớn nha. Rồi cây số 19 này giá 100. Hoa này đẹp nha. Tím, vàng, đỏ. Cái giống này nó hơi chậm lớn chút. Rồi 19 giá 100. 20. 20 là cây vàng. Vàng hồng đỏ nha quý chị. Vàng hồng đỏ mà vàng đậm thật là đậm nha. Cây này vàng đậm thật là đậm luôn. Vàng hồng đỏ. Kiểu như gì? Cây Zanda vậy quý chị. Zanda ha. Mà nhưng mà cái sao bóng nhỏ hơn nha quý chị. Nhưng mà cánh hoa rất là dày, màu vàng rất là đẹp luôn, vàng hồng đỏ. Đó quý chị thấy không? Màu vàng rất là. Cái máy em quay đó là màu vàng nó sẽ lạc hơn ở bên ngoài nha. Cái máy em là nó cái tông nó là màu vàng nó bị lạc hơn. Rồi cây này cũng tương đối nha quý chị, phân tàn 4 nhánh. Rồi cây số 20 này giá 250.000 nha.
250.000. Cây hoa rất là đẹp, màu vàng cực kỳ đẹp luôn. Để em xem thơm không nha. Thơm thơm luôn, thơm nhẹ nhẹ, thơm nhẹ, màu vàng rất đẹp ha. Rồi 20 giá 20.5. 21 là cây dòng đại mỹ nhân. Cây này hai lớp nha quý chị. Cây này quý chị nuôi lớn là khỏi chê nha, trắng đỏ rõ nét. Này sai bông cũng tròn trẻ ha. Cây này to. Rồi cây số 21 này giá 100 nha. 21 giá 100. 21 giá 100 ha. Đỏ trắng rất là đẹp luôn, rất là rõ nét. Đây, bông này cũng chuẩn ha. Rồi 21 giá 100. Cây số 22. Cây số 22 là cây này cái bộ đế thôi, quý anh chị nhìn thấy cực kỳ đẹp nha. Rất là đẹp luôn. Đó, quý anh chị nhìn thấy cái bộ đế liền ha. Sử chỉ có cái giống Noel là cái cũ nó là thôi khỏi chê nha quý chị. Bảo đảm nếu mà nói về sứ mà cái cũ đẹp thì chỉ có cái dòng tím với cái Noel là cái cũ nó mới đạt được như mình mong đợi thôi nha. Còn trắng là cũ xấu nhất, màu trắng là cái cũ xấu nhất. Đối với vườn em nha, cây này là cây đỏ đậm viền tím nha, đỏ đậm viền tím dòng Saint Noel. Quý chị thấy cái cũ ha, cũ này quý chị đưa chậu lớn nữa thôi, đun lên lần lần nhìn thấy cực kỳ luôn nha. Từ cái thế lắc rồi cho đến cái bộ đế nữa, cái bộ đế ngồi rất là đẹp nha quý chị. Đó, ở sau nè, tướng tá rất là ngon nha, tàn được đồ rất ok. Cái này quý chị đưa chậu lớn một năm, quý chị cứ vô chân cho nó, vô chân bằng cách là quý chị lấy nguyên bầu đất ra, quý chị đọng đất ở dưới ha, là nó lớn mau dữ lắm luôn quý chị. Quý chị đừng có cho, đừng có vô trên đây, tại cái cây sứ nó sẽ hút từ dưới hút lên chứ nó không có hút ngang hông đâu nha. Rồi cái cây số 22 này là giá 200.000 nha quý chị. 200. Màu đỏ cũng đậm đà, viền cũng rất là đẹp luôn. Rồi cây số 22 này giá 200. Rồi cây số 23 nha. 23 là cây tím, đó, tím cũ cũng rất là đẹp nè quý anh chị. Quý anh chị thấy tím ha. Tím cũ rất là đẹp nè. Cánh hoa dày, tím full nha quý anh chị. Tím full, cánh hoa dày, sai bông to luôn. Rồi cây số 23 này giá 150.000 nha, cây phân tàn cũng tốt. Tím thì nó có một cái nhược điểm là nếu mà gặp nắng quá thì nó chịu không nổi nha quý anh chị. Nhưng mà lúc nó có qua quý anh chị để chế độ nắng ít thì chơi rất là đẹp ha. Rất là đẹp. Buổi chiều quý anh chị nhìn nó quý anh chị ghiền luôn. Buổi chiều á, quý anh chị đi mần mệt chiều, quý anh chị đem cây tím vô, quý anh chị ngồi quý anh chị ngắm là hết mệt luôn nha. Cây tím là nó nhược điểm của nó là trời nắng gắt là thua. Noel thì trời nắng gắt nó mê. Cây 23 này cũ rất là đẹp nha quý chị, 23 giá 150.000 nha. 150.000 ha. Rồi cây 24. 24 cũng lại dòng Saint Noel luôn nha quý chị. Cái này đỏ tươi, viền tím cũng rất là đẹp luôn, phun qua tròn quay. Cây này thì cũ không đẹp bằng nha. Cây số 24 này giá 150.000. 24 giá 150.000 nha. 24 giá 150.000 ha. 150.000 cây số 24 nha quý chị. Những cây này em phân tàn rồi, xả tàn rồi ha, quý chị về chỉ trồng lại thôi. Rồi nó sẽ mau lớn. Lứa cây này là cỡ những cái cây em review cho quý chị xem á. Nhưng mà tại trồng trong cái chậu này giống y chang như nó bị khống chế, nó không có lớn được nha quý chị. Chứ nếu mà trồng trong chậu lớn là này nó lớn lắm luôn rồi đó. Này giờ quý chị đưa vô là nó lớn cực kỳ luôn nha. 24 này giá 150.000 nha. Rồi 25. 25 là cây trắng kem, họng vàng. Cánh hoa dày sao bông to. Đó, củ trắng thì ít có củ đẹp lắm nha quý chị. Tại vì mỗi ngày em nhổ sứ thì em cảm nhận được những cái cây, những cái giống nó, cái củ nó đẹp. Như cái củ trắng thì ít khi mà được cái củ như vậy nha. Nó đa số nó tròn là nó lên y như cây kim tự tháp đời trước vậy đó. Rồi cây số 25 này là giá 100 nha quý chị, hai lớp. Hai lớp ha. Cây này có bị tắp nắng nhẹ nhẹ mấy cái này không sao nha quý chị nè. Đó. Nói chung là cái cây củ trắng mà được cái củ vậy cũng ít có lắm nha. 25. 25 giá 100. Rồi tiếp tục là cây số 26 nha. Cây số 26 là cây tím full màu. Màu rất là đẹp. Cây này nó trổ trên một tầng nha. Một tầng rồi. Sai bông to. Màu tím rất là đẹp luôn. Họng vàng. Cây này cũ đẹp luôn nha quý chị. Cũ này rất đẹp nè. Cây số 26 này là cũ khỏi chê á. Cũ nở hậu rất đẹp nè. Một
một củ ha, hai củ, ba củ mà nó nở hậu rất là đẹp. Cây số 26 này giá 150 nha quý chị. Cây này quý chị nuôi lớn là đẹp lắm luôn á. Cái củ là đẹp, bông đẹp nha. Rồi cây số 26 này là giá 150. Rồi cây số 27 là cây đỏ đen nha. Đỏ đen, họng trắng. Cây này phân tàn tốt, củ thì cũng tương đối nha quý chị. Cây số 27 này là giá 100 ha. 27 giá 100. 27 giá 100 nha. Rồi 27 giá 100. Rồi tiếp tục là cây số 28 nha. Cây số 28 là cây dòng đại mỹ nhân. Trắng đỏ. Trắng đỏ ha. Cây này nó có mấy cái dấu bị chuột cặp mà nhẹ lắm nha quý chị, ít lắm. Nó phân tàn ha, phân tàn rất là đẹp. Rồi cây số 28 này là giá 100 nha. 28 giá 100. Đại mỹ nhân thì nó phân tàn, đúng là phân tàn ngang vậy nè ha. Nó không có dương. Rồi cây số 28 này giá 100. Cây 29. 29 cũng là dòng đại mỹ nhân luôn nha. Này trắng, trắng hồng đậm ha. Trắng hồng đậm, màu sắc rất là đẹp. Cây này thì có mùi nhẹ nhẹ, có hương thơm nhẹ nhẹ nha quý anh chị. Cây này cũ cũng cái nết cũ nó là nó có dạng nổi mè nha. Không phải ghẻ nha quý chị. Nó chỉ nổi hột nhuyễn. Tại cái này là cái giống. Cái giống nó vậy ha. Rồi cây số 29 này giá 100 nha. Cây này thì hoa rất là đẹp, màu sắc sắc rất là sáng luôn. Đó. Rất là sáng ha. Cái này quý anh chị nuôi lớn là thôi, khỏi chê. Rồi 29 giá 100. 30. 30 là cây dòng Sao Nen. Cây này 3 lớp trổ rất là đẹp nha quý chị, sấy rất là đẹp luôn. 3 lớp đỏ trắng ha. Đỏ trắng. Không có gục nha. Thì cái nết của cái 3 lớp cái dòng của thằng Sao Nen thì cái cuốn nó hơi dài nha quý chị. Cái cuốn nó hơi dài nhưng mà nó trổ ra cái bông nào cũng nhìn thấy rất là ghiền ha. Rồi cây này thì củ to. Củ to phân tàn rất là tốt. Cây số 30 này là giá 200.000 ha. 200.000. Cây này 3 lớp, hoa trổ rất là đẹp. Ba lớp trồng rất là đẹp luôn nha. Rất là đẹp. Rồi cây số 30 này giá 200.000. Cái này mà đúng ra nếu mà cái giống này mà cái cuốn nó ngắn chút xíu nữa là giá trị lắm nha quý chị. Cái cuốn nó hơi dài ha, cho nên cái mùa nắng thì chơi ok. Chứ mình chơi ở nhà thì như hồi xưa là làm giống đồ thì quan trọng, chứ giờ mình chơi là vẫn đẹp bình thường nha quý chị. Đó. Rồi cây số 30 này giá 200 nha. Rồi cây số 31. Cây số 31 này là cái cây rất là đẹp luôn nha. Cây này phải nói là cái bông nó đẹp, đẹp dữ lắm nha quý chị. Cái bông nó là đỏ tím ha, đỏ tím rõ nét, khuôn hoa tròn đỏ nhung luôn à. Đỏ nhung viền tím đậm luôn nè, hai bông rất là đẹp, khuôn hoa tròn quay luôn. Rất là đẹp nha. Rất là đẹp. Cây này thì do em chưa làm cổ nhổ lên cho quý anh chị thấy nha. Mà cái củ nó lên cái màu màu vàng cũng rất đẹp nè. Củ này nó lên trên đây ẩn vàng vàng nè. Mà cái củ đây sao nhìn nó thấy cái kiểu nó làm như nó muốn màu vàng luôn quý chị. Không biết phải không nha. Tại vì em màu vàng á, cây sứ màu vàng chẳng qua nó bị đột biến thôi nha quý chị. Đó, chứ không phải là cái giống sứ nó màu vàng. Cái cây này cái củ nó ở đây cũng nghi lắm đây nha. Nghi lắm, mấy đây thì nó trắng nè. Còn cái củ mấy đây nó màu vàng rất là ống ả luôn nè ha. Củ này nè. Còn củ này nó trắng nè. Mấy đây nó cũng lên, cái củ nó lên cũng vàng vàng luôn nha quý chị. Rồi cây 31 này giá 250.000 nha. Quý chị về trồng cái cây này thì cái củ nó cũng đẹp. Nói chung là cái bông này không là cũng xứng đáng được 250.000 nha quý chị. Củ cái bông với củ này nè. Cái bông này rất là chuẩn nha. Nó rất là chuẩn luôn. Để em quay cho quý chị xem, rất là chuẩn ha. Mà nếu mà quý chị trồng mà nó giữ được cái màu này, nó gặp nắng nó giữ được cái màu này thì thôi khỏi chơi luôn ha. Rất là tuyệt vời. Tại em thấy cái thân nó lên vàng vàng vậy em cũng nghi nghi ha. Rất là đẹp. Rồi cây 31 giá 250 nha quý chị. Cây 32. Cây 32 là cây cũ khỏi chơi luôn. Cũ rất là đẹp nha. Nè màu trắng nè quý chị. Thấy không, cũ nó màu trắng nè. Cái củ màu trắng này, cái củ này nó cái màu nó vàng. Rất đẹp ha. Nhưng mà lên nắng thì mình đưa lên chậu rồi không biết nó tở gì xanh không ha. Nó màu trắng nè. Cũng Noel luôn nha. Cây này em cũng nhổ lên,
cho quý chị xem hai lớp. Rồi cây này là giá 150 nha. Cây số 32 này giá 150. Nó có bị nắm nắng nhẹ nè quý chị mà không sao nha. Cũ thì rất là đẹp. Đó, cái này đưa vô. Quý chị muốn bung cũ ra bung, còn để về trồng cũng đẹp bình thường ha, sẽ tàn lại. Rồi 32 giá 150. 33. 33 là cây tím đỏ nha quý chị. Nó tím đỏ rất là đẹp. Những cây này em nhổ là tại vì những cái này em chưa có đun cái cũ sẵn em nhổ ha, bán được thì bán, còn không được thì em trồng lại luôn. À, khỏi mất công, cho nên em tỉa cho quý chị dễ hình dung ra được cái cũ. Rồi cái cây tím đỏ nè, xe bông rất là to. Cây số 33 này cũ cũng đẹp nè. 33 này giá 150 nha quý chị, 150 cũ to, đẹp. Đó, cũ sắn rất đẹp ha. Màu tím đỏ rất là đẹp luôn. Rồi tiếp tục là cây 34 nha. Cây 34 là cây dòng sao Noel, cây này cũ cũng đẹp luôn quý chị. Quý chị thấy Noel nhỏ lên cũ nào cũng đẹp ha. Đó, dáng chân dài, dáng chân dài ha. Cây này trên phân tràng 3 nhánh. Cái bông này cũng đẹp luôn. Nó là hồng nha quý chị. Hồng trắng. Cái bông này nó gãy rồi. Cái bông này nó nãy em đem vô tỉa rễ nó gãy ha. Nhưng mà cái xe bông nó to. Xe bông to ha. Hồng trắng rất là đẹp. Cái cây này cái bộ củ cũng rất đẹp luôn nha. Này trắng luôn nè quý chị. Củ trắng này nhìn thấy nó ha, nó trắng tươi à. Còn ông nội này nó màu vàng rất là đẹp luôn. Rồi cái cây số 234 này là giá 150 luôn nha quý chị. Cái bông này nó gãy rồi nha. Bông này nó gãy rồi nhưng mà sao bông rất là to. Rồi 34 giá 150. 35. 35 là cây đại mỹ nhân hai lớp. Cây này là bị chuột cắn te to nhưng mà nó lành nha quý chị. Quý chị nào thích chơi cái kiểu mà nghệ thuật bonsai thì mua cây này ha. Em bán cây này giá rẻ luôn. 70 ngàn nha quý chị. Hai lớp rất là chuẩn nha. Nhưng mà cái cây đại mỹ nhân giống như nó mềm hay sao con chuột nó phái cắn quý anh chị. Còn nói em vậy chứ vườn em nó ít có cắn lắm, mà nó cắn toàn là đại mỹ nhân không nha. Rồi cây 35 này giá 70. Cái này trồng lại là y như là chơi kiểu dằn lũa quý chị ha. Nè, mấy người chơi lũa đó quý chị thấy là rất là đẹp nha. Rồi cây 35 giá 70. Chứ cây này nếu mà không có vụ này thì cây này hơn nha. Cây này phải 150 ngàn mới có mấy đúng giá đó. Rồi cây 36 cây cuối cùng hả quý chị. Cây 36. Cây này thì cái hoa rất đẹp nha. Nền vàng nó sọc đỏ đỏ. Rồi cây này 70 luôn. Cây 36 này giá 70 luôn. Đó, những cây này là mấy cây này em chưa có đơn cũ cho nên em nhổ cho quý chị dễ hình dung ha. Rồi hôm nay em có 36 cây, quý chị chọn lựa cây nào vui lòng gọi cho em theo số điện thoại 0916 256 522. Cảm ơn, chào tạm biệt quý chị.